góc nhỏ là vườn. Xin chào cô chú và anh chị ha. Chào cả nhà luôn ha. Video bữa nay tiếp theo mình chia sẻ cả nhà về trộn lăng và kali ha, để tạo bông cho một cây mít. Thì bắt đầu mình vô làm bông mít đó cả nhà. Thì bữa nay cũng mấy tháng 2 ha. Nói chung chiều này mình làm hơi trễ hơn so với người ta ha. Đúng rồi, gãy lăng ta gãy đầu tháng 2 rồi. Nhưng mà do cây mình còn trái cho nên mình để lại, nán lại ha, cho cây số cây nó phục hồi thì lại mình mới gãy ha. Còn còn anh chị nào mà nó ăn trái rồi sớm á, với cây nó phục hồi sớm thì mình gãy trước đó đi. Rồi bắt đầu có thể là kích từ được rồi đó. Còn mình thì mình có thể mình kích sau. Nhưng mà kích giải sau thì trong vòng mấy tháng này không sao đâu cả nhà ơi. Nói chung là tại cái mít mình bán kéo dài từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đều còn giá hết ha. Nhưng mà đỉnh điểm cái giá nó là lọt vào tháng 7, tháng 8 thì giá cao nhất. Thì thường mỗi năm nó vậy đó. Nên là thì theo cái vườn mà mình làm sớm hay trễ ha, tại vì cái vườn của mình cây còn trái nhiều đó, nên mình để ăn từ từ mình làm chứ mình cũng chưa gấp ha. Thì bữa nay mình tiến hành mình trộn lăng kali để mình rải nè cả nhà. Thì mình qua chia sẻ cả nhà luôn ha. Trên tay mình cây căng để mình vô mình phân lượng cái phân á, phân lượng cái nắm tay để mình rải cho bao nhiêu nắm cho một gốc nó đủ nửa ký ha. Rồi mình rải thì gốc khoảng nửa ký đó, trộn hai thứ lại. Rồi mình sẽ chia sẻ cả nhà về cách mình trộn lăng với kali ha, tỷ lệ với thứ hai là coi vườn nào tốt và xấu ha. Tại vì mình trồng hai cái miếng vườn giáp nhau cùng một con, nhưng mình trồng cái thưa cái dày ha. Cái vườn hiện tại mình đang đi này là vườn này nó trồng dày, cây nó không sung ha, cây nó nói chung lấy trái mùa nắng này cây nó si á, yếu bộ lá. Thì mình sẽ giải cái công thức phân khác ha. Còn đối với cái vườn mình trồng một hàng nó cây nó rất là bự, rất là tốt, thì cái công thức phân mình trồng kali nó khác nữa, nó sẽ tăng kali lên ha. Rồi mình quay cái phân trộn cái công thức rồi mình chia sẻ cả nhà luôn. Rồi mình đi lỡ cái mấy cái bao phân á cả nhà, mình trộn mình quay ha, chia sẻ cả nhà luôn. Rồi đây thì trước mặt mình là hai cái loại phân để mình trộn mình làm bông đợt này ha cả nhà. Đó thì đây là phân lăng và phân kali ha. Thì lăng ở đây là lăng nhuyễn, lăng bột ha. Còn bên đây cũng là kali bột, kali nhuyễn luôn. Thì có thường có người ta gọi là kali muối ớt đó. À, nó giống muối ớt ha. Đó. Còn đây là lăng bột nè. Rồi mình cũng nói sơ qua về phân lăng này luôn cả nhà. Thì theo cái vườn mình xài ha. Tại cái vườn mình đây là cái chân đất còn phèn ha. Nên là mình sẽ dùng lăng này lăng Ninh Bình. Nó không có chất lưu huỳnh ha. Thì mình thấy cái phân mà super lăng á thì nó có dạng lưu huỳnh chậm á. Thì cái đất mình chân phèn này mình hạn chế xài nó. Tại vì nó cái lưu huỳnh nó sẽ chua, mà mình xài đất mình chua nữa thì nó sẽ tăng lên độ chua ha, không hay. Cho nên mình xài phân nung chảy ha, hoặc là phân lăng dân điển, lăng bột thì càng ngon ha. Mình giải lăng bột nó mau tan và cây mình nó hấp thụ nhanh hơn là phân viên. Đó. À, phía trước mặt mình là cái vườn này mình trồng đơn nè, nó rất là sung. Đó, mình đi cái công thức phân nó khác ha. Thì đối với cái vườn sung á cả nhà, thì mình chia sẻ luôn những cái vườn nào của anh chị nào nó sung quá sung, nó cho bông rất là ít đó. Mình có thể mình trồng 2-3 năm mà nó chưa cho bông trái nữa thì mình coi lại cây mình nó sung quá thì nó cũng không cho trái nữa ha, bông yếu xìu luôn, không tốt ha. Vườn này lúc trước mình đầu tiên á, mình làm bông nó cũng khó lắm á. Hồi đó nó cũng rất là tốt, nó ra bông rất là yếu luôn, yếu hơn cái vườn mình trồng dày. Ra mà trái cũng không đẹp, nó ra bông đào lao không à. Đó rồi sau này mình đi công thức phân là mình dằn, mình đi ít phân là mình dằn kali cả nhà. Mình dằn kali cho lá nó già sẵn lại thì nó mới ra bông hiệu quả. Thì bây giờ nó ra bông trái cũng rất là lạc. Đó thì mình chia sẻ này là kali muối ớt ở nhà, đối với cái vườn mà sung như nè thì nên dùng kali muối ớt này đi. Đó mình rải mình dằn nó lại mới phê nữa ha. Chứ mà kali miễn á, đánh nó cũng không có phê nữa. Đó rồi thí dụ cái vườn nào quá sung đi thì mình nên tăng kali lên chút ha. Còn mà bộ lá nó sung mà sung vừa vừa thôi, mình đi theo cái công thức của mình chia sẻ là 3:1 các nha. Thì mình chia sẻ ở đây 3:1 có nghĩa là mình dùng 3 bao lăng bao 50 kg này nè. Mình trộn cho một bao kali ha. Đó tỷ lệ 3:1 ha. Rồi mình trộn vô gãi. Thì gốc tầm khoảng là nửa ký đó. Tầm khoảng nửa ký một gốc. Rồi thì cái công thức 1 đối với cây sung ha, cái vườn cây sung. Còn sung quá thì có thể mình tăng kali lên chút nữa cả nhà. Mình thấy mình ví dụ mình trộn 3:1 rồi. Bốn bao này vô chung cái rồi. Thì có thể mình múc thêm vài ký phân kali tăng thêm cái nữa, mình rải cho cái vườn cây sung quá sung á. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về trộn cho cái mít tốt nha, mít sung ha.
Thì bên cái vườn mít sung này mình sẽ chọn theo công thức là 3:1 nha cả nhà, 3 bao lăng này với 3 cali. Rồi mình sẽ đổ làm luôn, rồi bắt đầu đổ luôn. Tiếp rồi đổ hết bao. Thì mình trộn đều lên cả nhà, trộn xong rồi tiến hành bón rồi đó. Rồi thì đối với cái vườn nào mà nó cây nó suy yếu các bạn thì mình có thể trộn thêm humic vô ha. Rồi các bạn ơi, thì trộn xong rồi mình để mình hạo thử cái tay mình á, cái nấm mình dục cây mình hút một nắm vậy nè. À, mình hút viên nấm mình gãi thử coi nó được bao nhiêu gram ha. Mình cân thử nè. 200 gram nấm. Nấm 200 gram ha. À, hút cái nữa nè. À, gần 400 gram. Nấm nữa. Quắt luôn 600. Thì có nghĩa là mình gãi can cái nấm của mình lường ít lại chút các bạn, ít lại ha, thì tương đương là 2 nắm rưỡi mình hốt nãy vậy đó, hoặc là 3 nắm thì mình ít lại đó. Mình gãi một gốc giờ tầm khoảng là 3 nắm lưng ít lại chút ha. Nói chung là nó có hơn ít hơn chút cũng không sao các bạn ơi, cho nên 100 gram không thành vấn đề nha, dù có nhiều hơn chút cũng không sao đó. Thì mình can lượng vậy mà mình rải chứ đâu cần thiết phải chính xác 100% đâu. Làm nè. Rồi tiếp theo mình chia sẻ về công thức thứ hai ha, để rải cho cái vườn nó cây nó bị suy lá hơi yếu ha. Rồi mình quán chung là 3 bao lăng nha các bạn, 3 bao lăng. Rồi nửa bao cali ha, thì cali này mình xài được không còn nửa bao, thì nay mình đổ vô nửa bao luôn, trồng cho mình rải ha. Đây cái vườn này ở ngoài là mình trồng dày nè các bạn, đó, cái bộ lá nó hơi yếu, yếu hơn cái vườn ở trong nãy ha. Thì theo như này mình vẫn có thể là mình trộn humic vô các bạn, trộn humic vô mình rải cho tốt luôn. Còn đối với vườn mình không trộn là mình sẽ tưới humic riêng, mình pha vào cái máy các bạn, khi mà tưới nước á thì mình dùng cái van hút bơm tự động á, hút rồi nó tưới luôn à, cho nên mình khỏi trộn ha. Thì ai có xài cái van tự động hút á, tưới humic hoặc là mình có thể trộn humic với chico các bạn, chico nắm chico ha, mình tưới vừa bơm nước vừa tưới luôn thì nó tốt hơn, tốt hơn là mình rải ha. Thôi mình bắt đầu mình vô mình đổ ra mình trộn rồi mình rải các bạn. Rồi mình cũng chia sẻ luôn bạn, đây là cái kali này là kali miễn nha chứ không phải là kali muối ớt. Đây hạt nó như là miễn ha, nó dạng miễn. Thì mình nói thêm với kali này với kali nhuyễn ha, thì cái thằng kali nhuyễn á thì nó mình rải vô nó gị bộ lá rất là nhanh nha, nhưng mà kali miễn này nè thì nó từ từ, nó không có gị nhanh bằng cái kali nhuyễn đó ha. À, thì đối với cái vườn si thì mình có thể mình xài cái kali này, mình xài kali miễn này nè các bạn, nó không có gị bộ lá mình nhiều, để si mà mình đưa vô nhà mạnh nữa thì nó gị rất là mạnh ha. Rồi trộn đều lên rồi tiếp tục ha. Rồi rồi tiến hành giải mẫu một số cây cho các bạn xem nha. Cái phân lăng này nặng lắm, xúc đâu có lửa nữa, hơn nửa thao mà nó nặng cắm đầu các bạn, nên mình xúc vừa đi thôi, xúc đầy thao là gãy cổ luôn quá ha. Hai mày gãi nè, canh 3 nắm các bạn ơi, thì cây bự một chút đó, chia ra 3 hướng nha. Hiện tại mình đang gãi cho cái vườn này, vườn đồng thương các bạn, cây rất là lực lưỡng nha. Cây là sung, nó có tán cây rất là bự á. Nói chung mình rải thì mình né né cái trái ra hơn các bạn, không có rải trực tiếp ha, không có rải trực tiếp lên như cái trái, dù nó bay chúng hơn thì cũng không sao. Thank you.
mấy cây trong này nó hết trái, cây rất là khỏe ha. Bông cũng đang ra luôn các bạn. À, bông đang ra luôn ha. Mà bông này thì mình bỏ rồi chứ không lấy đâu. Đâm thì nó cứ đâm thì mình cắt bỏ. Đến đúng thời điểm mình lấy thì mình để à. Mình giữ lại. Cho nó ra bông sao rồi mình giữ lại. Tầm cuối tháng 2 rồi là bông ra là mình lấy rồi các bạn. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 rồi mình lấy bông rồi. Nãy giờ đi đầu này đầu cuối clip rồi ha. Cuối clip ở trong này mình có trồng một cái bụi chuối. Chuối này chuối cao ha, để dành ăn. Có khi ăn hết bán các bạn. Cao này cao cao mẳng ha, ngon. Cái này của hoài nó là hoài chuối cao nè. Rồi, để phân tiếp nha các bạn. Rải xuống cái là cái đất xám lại liền ha, chuyển màu xám lại liền. Rồi thì video mình chia sẻ cách rải phân làm bông mít nha các bạn, thì tạm dừng ở đây ha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà ha. Rồi tiến hành đi giải ra cả nhà ơi. Thì đối với giải lăng này mình khác với giải phân ha. Giải lăng ta bông nè, khác với mình giải lăng giải phân mà để dưỡng cây. Nghĩa là mình không có giải giáp vườn các bạn, không có giải giáp clip nha, mình giải tròn theo tán cây thôi. Tại vì trong cái mình có những số cây mít tơ. Mít tơ thì lúc này nó đang tốt, nó đâu cần lấy bông đâu. Nó thì nó có kali vô đâu chịu. Nên mình chỉ giải tròn theo tán cây mít mình lấy bông thôi ha, chứ mình không có giải vô mấy mít con thứ này nè. Thứ này mình đâu có giải. Nên là mỗi cách giải phân khác nhau hết, không có chung được ha. Rồi thì video nó cũng dài rồi các bạn ơi, thì mình tạm ngừng video tại đây thôi ha. Thì mình chia sẻ cách pha chọn tỷ lệ lăng với kali để làm bông ha. Thì mình kết thúc tại đây. Rồi chào tạm biệt cả nhà ha. Hẹn lại video sau các bạn.